Chú chị và quý giả đến kênh của em nha. Em sẽ quay chú chị xem cho em cưa ba cây dừa nha chú chị. Ba cây rất là cao luôn nha. Nằm chung chỗ luôn chú chị. Giờ chú này kêu cưa để mà chuẩn bị xây nhà nha chú chị. Giờ đang chuẩn bị đục nghề lên cây nha. Cái đó là cái bộ móng nha chú chị. Cùng với đó là cọng dây an toàn nha. Cô chú anh chị nào cần những thiết bị leo cây này có thể liên hệ em nha. Số điện thoại và số Zalo để em lên mô tả chú chị. Cái máy cưa hôm nay sử dụng là cái máy GA75 nha chú chị. Lâm sử dụng là Lâm trên cây cưa tiền nha. Cùng với đó có sử dụng kim cuộn dây 17 ly nha chú chị. Rồi, bây giờ bắt đầu lên cây chú chị. Ui, có cái bộ móng này leo rất là lẹ luôn chú chị. Quá trời tàu khô nó sụ xuống rồi. Bắt cái tàu cho nó dễ di chuyển như vậy. Chú anh chị nào mà xem video có thấy cho em gửi hay yêu thích kênh, em có thể cho em một like, một đăng ký cũng như một lượt chia sẻ chú anh chị à. Em có thêm động lực cây được những video mới hay không chú anh chị cùng xem nha. À, cô chú anh chị gần xa nào cây siêu to siêu khó nào khó cửa hàng lấy điện thoại cho em nha chú anh chị à. Số điện thoại là số Zalo em xin nhắc lại là để đường link mô tả nha chú anh chị. Rồi sẽ có máy cưa tiếp chú anh chị. Còn được mấy trái gì khô hết trơn chút kia. Có được quầy bên đó. Còn lại đa số là khô hết rồi. Máy cưa còn bị đai vậy, có thể là sử dụng dây để mày đưa mấy quỳ dừa tươi xuống như vậy. Mày quầy đã khô quá rồi, gác xuống nó quẩy, mày dừa tươi gác xuống mình bẫy nè. Ôi gấp. Dạ. Ôi. Rồi thêm quầy nữa chứ vậy. Xuống luôn. Hấp máy quầy rồi xuống chú anh chị ơi. Giờ đầu xử lý cái đọt nó chú anh chị. Chụp cái đọt.
xuống hạ gốc luôn đó chú anh chị ơi. Rồi xuống hạ gốc luôn rồi, quả lẹ chú anh chị ơi. Chúng tôi xác gốc luôn chú anh chị ơi. Quá già cái dừa. Cái dừa nó quá trời, nó già cây nó đen lắm chứ. Bắt đầu cho em lên xử lý cái thứ hai chứ gì vậy. Cái dừa này nó trái chúng thì chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trái vậy. 9 trái vậy. Khô gấp mà bù bọt nữa chứ gì. Quá dữ, chiều khô bẹp dí dữ nè. Quá lẹ chứ gì. Chưa có giờ chưa được 5 phút nữa. Hết sức nó già chứ gì. Ôi tụi cũng lẹ quá chứ gì. Rồi giờ hạ gốc luôn chứ gì. Hết sức đen luôn. Dừa cái nào cái nó đen rồi chú anh chị. Ủa, xử lý cái dừa thứ ba nha chú anh chị. Cái này ít trái hay khi mà rất là cao nha. Cây cuối cùng này nó chỉ mưa luôn rồi chú anh chị ơi. Trời tối hù luôn rồi nè. Anh ơi, chắc lượng video của em có hơi xuống chứ chú anh chị thông cảm cho em nha. Tại trời mưa quá tối rồi. Trời chỉ thấy được cái màu áo thôi. Rồi, tới đọt rồi chú gì vậy? Quá tối rồi. Ừ.
chiếc cho nó còn cây một chút kia, còn con cây nhà mình chạy kiếm mua. Cà phê đã lộ ra mấy quầy dừa chứ chị, cũng khá là nhiều chứ chị ơi. Đấy, lá nó kìa mà không thấy hết rồi. Quá trái rồi. Nào vừa khô cho em sẽ xuống thẳng cho lẹ chú anh chị ơi. Còn vừa tươi mình thòng dậy xuống. Ôi trời mưa luôn rồi chú anh chị ơi. Biết cái này khỏi em chịu được trời mưa nằm ở đây. Ui, một trái. Ôi, trúng luôn rồi. Trúng mới qua mất được ngoài dừa đó chứ chị. Trời ơi, giống hùng hồn luôn chú chị. Ui, rồi một trái nữa, rồi sạch nước luôn rồi. Bây giờ thả quầy dừa xuống nữa rồi. Ô, còn quầy nữa chứ chị. Còn tới 2 quầy rồi. Ồ, quất miếng đọt luôn chú chị ơi. Mưa lớn tới luôn rồi. Lẹ mưa tới rồi chú anh chị ơi. Thôi giờ cho em leo xích xuống được. Giờ trời mưa lớn quá, em đang lấy cái lá em che lại chú chị xem có vài phút bị dây đen đen, thông cảm em nha. Ôi xiết xiết xuống hạ gốc chú chị ơi, mưa lớn này. Ôi xiết xuống hạ gốc của chú chị ơi. Chú chị ơi, video của em đã chắc đây xin tạm dừng luôn nha chú chị ơi. Xin chào và hẹn gặp lại clip sau nha.